bé nha. Trước khi đạp vịt thì các cậu phải mặc áo phao vào nhé. Đi thôi, mặc áo phao đi. Thôi. Đây, áo phao nhỏ bên đây. Tiến ra rồi này Cam ơi. Đây, xem nào bây giờ đi đâu nào. Em Cam thích đi đâu, hãy chúng mình ra giữa hồ đi câu cá đi. Wow. Mình đi ra giữa hồ nhá. Chuyển hướng nào. Bip 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 bip. Yeah, Cam ơi, chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Bây giờ chúng tớ sẽ ra giữa hồ để câu cá xem có con cá nào ở đây không nhé. Em Cam chân ngắn quá. Được rồi. Thì em Cam phải ngồi chỗ khác đây để anh làm một chỗ mới, ngồi mới cho em Cam nào. Nè. Cam ngồi lên đây. Được chưa? Đấy em Cam, đạp hai bàn đạp ý. Cam đạp vịt theo kiểu này này các cậu ơi, cần phải có người hỗ trợ. Đấy, đạp vịt như là đạp xe đạp ở nhà ấy em Cam ạ. Đơn giản và dễ lắm không? Này, bây giờ bọn mình ra tới giữa hồ rồi đấy. Không biết ở cái hồ này có nhiều cá không nhỉ Cam nhỉ? Có không? Có. Vừa nãy em nhìn thấy một con to lắm. Ui đây này, đây đây đây, cá thật đấy. Nhưng mà em thích bắt con cá đấy. Ôi nhưng Cam ơi, đấy không phải là con cá sống đâu. Đấy là một con cá chết rồi. Nó chết, nó bị nổi lên rồi. Mình phải bắt những con cá nào sống cơ thì về mới chế biến món ăn được chứ. Em Cam thích bắt con cá chứ gì. Để chị. Đây, bắt đầu thả cần câu cá xuống nhá. Ui. Ôi nhìn này, chị câu được một con cá màu vàng. Con cá gì? Mà trông lại lạ thế này. Giống như cái áo phao của em Cam luôn. Hình như đây không phải là con cá. Không phải. Khủng long á. Để chị thử xem nào. Ôi, đúng thật các cậu ơi. Con này không phải là con cá. Mà là, nhìn này. Nó có hai cả cái tay. Hai cái tay trước này. Hai cái chân và một cái mồm. À, bên dưới nó còn có cả bánh xe, nó đi đầm đây này. Con này nó có các cái bánh xe ở phía dưới. Khi mà ngậm mồm lại như này xong nhả ra là sẽ chạy bánh xe này. Chỉ bon bon như một chiếc xe ô tô luôn. Thế mà cứ tưởng được con cá nào to. Đây không phải là cá rồi, tớ thích con cá cơ. Này để em câu cho. Đi vào em thả luôn nhá. Có được con nào chưa Cam? Chưa. Ôi giời ơi, thế thì phải câu tiếp đi. Đấy, để anh xem nào. Ui, sao? Em Cam, sao lại kéo dài cái mắt của con ốc sên ra như thế này? Ui, ôi, con ốc này. Hóa ra hai cái mắt kéo được các cậu ơi. Người nó dài chưa? Hai cái mắt rung ra, rung rinh, rung ra, rung rinh này. Con này quấn quấn được đấy. Quấn quấn á, em Cam phải quấn xem nào. Ui, ôi, cái mắt của nó nghẹo đi rồi. Ui, cái mắt còn không rộng được này các cậu ơi. Trông như là một con quái vật ngoài hành tinh. Khi nào ấy mà gặp nguy hiểm ấy thì cái mắt của con ốc sên này này sẽ trụt lại như thế này này. À, để nó trốn tránh những kẻ săn mồi đấy. Đúng rồi, còn khi nào ấy mà nó bò đi để nó tìm đường ấy thì cái mắt nó sẽ dài lên như này để đúng nó rồi. Nhìn thôi. Các cậu câu đều không được con cá nào cả. Một bạn thì câu được khủng long, một bạn thì được ốc sên. Lần này đến lượt tớ chắc chắn sẽ câu được một con cá to, thật là to. Cam câu bên này rồi, em Cam câu bên này rồi, đều không được cá. Đã thế, tớ thả cần ra phía sau này để câu này. Cá ơi, cắn đi, cắn đi. Ui, ui, hình như có cái gì nó cũng đang cắn cần của tớ rồi đây này. Nào, để tớ lôi lên xem nào. Yêu, nặng lắm ui. Đây là con gì đây? Cũng không phải là một con cá. Giống như một quả trứng vậy. Con này, nó có hai cái mắt, nó có một cái mỏ. Nó lại trên đầu nó còn có một chỏm tóc này cậu ơi.
tớ biết rồi, đây là con gà con cậu ạ. Con gà con vừa nở ra từ quả trứng. Thế nên ở phía dưới này này vẫn là một cái vỏ trứng. Thế là cái buổi câu hôm nay chả bạn nào câu được con cá cả. Một bạn thì câu được một con khủng long, còn một bạn thì lại câu được một con ốc sên, một bạn thì lại câu được một con gà. Từ khi mùa này không có cá phạt rồi. Đúng rồi đấy, chứ bọn mình toàn người câu giỏi thôi, làm gì có chuyện không câu được cá được. Chắc chắn là cái hồ này không có cá đâu. Thôi, bọn mình đạp vào bờ đi. Phía trước kìa, nhiều chim chưa?